Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 5 tỷ top căng có kỳ hiệu là Mini Dog nè bạn. Thì con Mini Dog này đang trong chương trình bán hàng free sale các bạn. Thì để tham gia với hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot nè bạn. Rồi, các bạn bấm zone này góp các bạn. Rồi, các bạn lưu cấp tra 5BXQC. Rồi, cấp tra sai các bạn lưu cấp tra nữa các bạn. Quá là mất thời gian các bạn. NF9. Tương đối nước nhẹ nó qua mình không cắt video luôn các bạn. Rồi. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xin kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet tại tweet nè. Trên tại Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Đây các bạn like nè, các bạn tại tweet từ. Nếu kêu tại tweet thì mình tại tweet thôi các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn follow Instagram nha các bạn. Trên Instagram bạn bấm theo dõi nè các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn bấm submit đi tên và các bạn son này. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, nhấp vào setting nè các bạn. Các bạn copy username mình nha các bạn. A cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Rồi các bạn gửi support nha các bạn. Rồi tiếp tục mang lên link profile tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhấp ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, các bạn nhấp ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nè, rồi các bạn gửi support nè. Rồi tiếp tục mình gửi đường link Instagram mình, thì bạn nhấp vào Instagram nè. Rồi bạn nhấp vào ảnh avatar mình nè, rồi bạn nhấp ba cánh cùng nè, rồi bạn sao chép liên kết nè, rồi gửi support nè. Tiếp tục gọi địa chỉ bên bi sở mắt trên bet 20 trên YouTube Palet mình nha các bạn. Rồi mong mong lệnh xí chết số cộng cũng được các bạn. Và đã nhận được 5 tỷ token mini dot nè các bạn. Các bạn việc lên ghép mà chia sẻ trong bè những thằng đã kiếm token các bạn. Quýt giao cho cái máy đây. Vào ngày 5 tháng 7 ta. Ok, vậy là từ vào ngày 5 tháng 7 tự động nó không phối nghe các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Còn 3 bữa nữa ta.